Nhã Phương điệu con ra sân bay tiễn Trường Giang. Nhã Phương điệu con trai Hope đưa theo con gái Destiny ra sân bay tiễn ông xã Trường Giang đi quay xa vào sáng 20/10. Trong video Nhã Phương đăng tải, Trường Giang ôm hôn con gái, thơm má con trai rồi hôn lên trán bà xã trước khi qua cửa an ninh ở sân bay. Bé Destiny ôm chân ba, tỏ vẻ quấn quýt. Nhã Phương nói đùa, kề quà 20/10 chỉ có vậy thôi đó. Nữ diễn viên tâm sự món quà lớn nhất của cô là sức khỏe và bình an của cả gia đình. Cô mong chồng làm việc thật tốt rồi về nhà với mẹ con cô. Cô cũng chúc chị em phụ nữ luôn hạnh phúc, xinh đẹp và nhiều sức khỏe. Thời gian gần đây, Nhã Phương, Trường Giang chịu khó hé lộ hình ảnh riêng tư bên các con. Đầu tháng, vợ chồng nghệ sĩ đưa con gái Destiny cùng dự một sự kiện ở trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm 6 tháng 10, họ bài trí biệt thự thành quầy tạp hóa, đãi tiệc mừng thôi nôi con trai Hope. Sau đó 2 ngày, cặp sao sánh đôi trong chuỗi hoạt động ở Đà Nẵng. 6 năm hôn nhân, Nhã Phương và Trường Giang luôn đồng hành trong việc chăm sóc, nuôi dạy các con. Họ thay phiên nhau ở cạnh các thiên thần nhỏ khi người kia bận công việc. Trong một talk show, Nhã Phương bày tỏ cô biết ơn ông xã chăm sóc cô chu đáo và san sẻ việc nuôi dạy con để cô thoải mái tinh thần. Sớm trở lại công việc sau ngày sinh nở. Nữ diễn viên khen ngợi ông xã chăm con khéo léo. Con gái đầu lòng Destiny từ nhỏ đã quấn quýt Trường Giang. Do công việc bận rộn, nam diễn viên cố gắng dành trọn thời gian cho ái nữ vào những ngày nghỉ và Tết. Đầu năm 2023, Trường Giang thường về muộn vì bận quay phim Chủ tịch giao hàng do anh sản xuất và đóng chính. Một hôm, Destiny ghé phim Trường thăm ba, ôm cổ và thơm má ba. Khi ấy anh tâm sự, ngày ba hứa khi xong phim sẽ dành thời gian ở nhà với Destiny thật nhiều. Con trai Hope cũng được Trường Giang chăm sóc chu đáo. Anh tự tay cắt tóc, tắm cho con. Quý tử 1 tuổi được nhận xét gương mặt mang nhiều nét giống ba. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.